Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi game đánh săn mồi kiểu mới đây. Đây là đánh săn mồi kiểu mới. Đánh săn mồi 2017 á. Đây là một loại dàn ăn bánh kẹo. Ok, mình sẽ đi ăn đây. Ok. Nào ăn nào. Ăn nào. Ăn rất là nhiều thứ luôn nhá. Đây, chị bóng này, chị bóng nhìn em này. Nhìn nào, có đứt cả, có đứt ra kìa. Có đứt không? Bác thức bác đang ngủ đấy. Đấy là không uống thuốc, bác đi dậy bác cẩn cho. Bẩn thế. Bóng thì đánh cho. Đấy là tay chị ở đây này. Ok, bây giờ sẽ đi cho con khủng, con bà lồ này. Để bác sinh nhà cháu ở trên bàn nè. Đi ra con này, nó đang đi đây. Nhưng nó chết thì mình sẽ to bự khủng lồ như kiểu là ảo thuật luôn ấy. Các bạn cứ chờ xem ha. Chưa. Cứ tưởng nó ăn. Úi, đừng động vào đấy, đừng đến hỏng. Bây giờ chị bấm đánh cho. Nó có hai con luôn. Con nào chết trước thì con đi ăn trước, à thì ăn trước con đi thôi. Mà con này nó đã. Ấy thì này tí siêu quá nhỉ. Này chị bấm như này, nhanh. Nhưng chị bóng nhìn kìa, nó chị bóng phải về. Biết trả siêu gì nào. Nha, thấy chưa? Yeah. My god. Wow. Đức ra, bất đức ơi. Bất đức trong phòng. Bất đức ơi. Đây các bạn ơi, mình đang chơi đây. Ê, con rắn màu xanh của mình á. Oh my god. Xít nó tiêu luôn. Thôi sang bên này đi. Oh my god. Ê, nó ăn. Chết. Thôi đi theo con kia đi. Đi con này giết con này luôn. Đỡ phải chờ con này nó chết. Oh my god, thua rồi. Ra toàn bánh kẹo rồi. Rời quá. Nhanh thì con đi về. Đây cũng là dịp mình giới thiệu cho các bạn cái tựa game mới. Đó là game Skeeter đánh sân mồi. Đấy, đổ giờ. Đây là các bạn. Đây là đánh Lame Skeeter 2 đánh sân mồi 2017. Đó, đánh kiểu thế thì sẽ ra game này. Tôi rất là mới chứ rất là vui ạ. Và tôi xin bye bye hẹn gặp lại các bạn những video sau. Nếu thích được mình like, share, subscribe nhé. Còn bây giờ xin bye bye.